Các chức năng cơ bản máy cho mình anh nhé. Em test cam cho mình trước ạ. Cam của máy ạ. Cam của máy thì không bị đốm đen hay đốm sáng gì nhé. Em test mic cho mình ạ. Mic thu lại được ạ. Mic và cam của mình ok hết rồi anh nhé. Em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím của mình anh nhé. Phím nào trên bàn phím nó trên màn hình không hiện trắng là trên bộ bàn phím của mình không có nên nó sẽ không hiện ạ. Hai phím này và bộ phím số bên này nó không có trên bộ bàn phím của mình nên là nó sẽ không hiện ạ. Chuột trái chuột phải ạ. Top bát của mình ok hết rồi anh nhé. Test loa cho mình ạ. Loa của máy á, loa của máy thì khá là to và rõ nhé. Về loa thì không có vấn đề gì với loa cả. Em sẽ tắt loa một lúc. Máy mình mua là bản 512GB thì hiện tại em đang để cho mình là một ổ xe nhé. Hôm qua ID của máy cho mình ạ. ID của máy đấy ạ. Lát em sẽ chụp lại ID máy cho mình anh nhé. Bản phím của máy ạ cũng không bị va đập hay cấn móp gì nhé. Khá là mới và đẹp ạ. Màn hình của máy. Máy thì mình có thể xoay gập 360 độ như vậy ạ. Đây ạ. ID của máy ạ. Hôm qua cái nhận ngoại hình của máy cho mình anh nhé. Mặt trước của máy đấy ạ, không có bị va đập hay cần móp gì ạ, máy khá là mới và đẹp anh nhá. Ở góc này thì máy có sức nhẹ một chút thôi, thì nó không ảnh hưởng đến chất lượng của máy á. Và ngoài ra là máy đã qua sử dụng nên mình sẽ không tránh khỏi được những vết xước như thế này. Các cạnh của máy cũng không bị va đập hay cần móp gì ạ. Mặt sau của máy á, mặt sau của máy cũng vậy, không bị va đập hay cần móp gì anh nhá. Khá là mới và đẹp. Tổng thể em chọn cho mình máy này thì khá là đẹp anh nhá.